Thưa quý vị, những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân chủng Hải quân, tình cảm của cả nước hướng về Trường Sa, cuộc sống trên quần đảo thay đổi nhiều về văn hóa, tinh thần, cảnh quan môi trường, điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài quân sự của Tổ quốc, nơi cửa ngõ Biển Đông mà còn là một đại gia đình của những người lính đảo, của những ngư dân can trường ngày đêm bám biển. Bốn mươi chín năm trôi qua, quân dân Trường Sa luôn chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước. Lớp lớp cán bộ chiến sĩ hải quân thay nhau gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù thời tiết ở quần đảo Trường Sa khắc nghiệt, khó khăn, nhưng quân dân trên đảo đồng lòng đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách, đương đầu với sóng gió, xây dựng Trường Sa ngày càng giàu đẹp hơn. Nơi phên dậu Tổ quốc, giờ đây không chỉ có cán bộ chiến sĩ ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển đảo, mà ở đó còn có những tổ ấm tràn đầy niềm vui và lạc quan. Với mỗi người dân, họ rất tự hào vì đang ngày đêm góp phần gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi sinh sống ở trên hòn đảo Trường Sa này, với tình cảm của chiến sĩ bộ đội trên hòn đảo Trường Sa rất là ấm cúng, hài hòa, chiến sĩ và người dân rất là đoàn kết, gắn bó với nhau. Như tình anh em ruột thịt. Ra đây được chiến sĩ giúp đỡ nhiệt tình, và có ở đây rất ổn định, có nhà trường cho mấy cháu học, nếu đau bệnh là có bệnh xá, không khác gì như đất liền. Nhiều năm qua, các lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đóng quân ngoài quần đảo Trường Sa đã thực sự là điểm tựa vững chắc bền lâu cho hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân đánh bắt xa bờ. Khi tàu của ngư dân hỏng hóc được bộ đội hải quân sửa chữa miễn phí, khi gặp tai nạn lao động được bác sĩ hải quân cứu chữa kịp thời. Tôi cũng đi ra đây được cũng mười mấy năm á, thấy bộ đội ở ngoài Trường Sa đây hỗ trợ rất tốt về cái chuyện y tế. Khi mà sóng gió rồi cũng có cái âu tàu như gì vô đậu cũng tốt, trở ngại cái gì ngoài biển cũng có cán bộ của hải quân ra lai dắt vô để sửa chữa. Máy móc hoặc là cái gì trên tàu có bị nạn gì cũng nhờ mấy bộ đội hải quân về Trường Sa hỗ trợ. Hiện nay trên quần đảo Trường Sa có một số âu tàu, các cái ngư dân thường xuyên được nhận sự giúp đỡ về nước ngọt, sửa chữa phương tiện, chăm sóc sức khỏe, y tế cũng như là được hỗ trợ giúp đỡ của các cái nhiên liệu trong phục vụ của đánh bắt hải sản. Thông qua các cái chương trình để hỗ trợ vốn cho ngư dân có thể đóng những cái thuyền mà công suất lớn, thuyền sắt để có thể vươn khơi bám biển, đi ra những cái vùng biển chủ quyền Việt Nam để thực hiện việc mà khai thác hải sản tài nguyên của Việt Nam. Trường Sa hôm nay đã đổi thay, nổi bật là y tế và giáo dục. Các cơ sở y tế được đầu tư trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, có thể khám chữa bệnh cho quân và dân huyện đảo, cũng như ngư dân gặp nạn. Bệnh xá của thị trấn Trường Sa đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại với máy móc chẩn đoán hình ảnh, thực hiện ca mổ ít phức tạp và có thể kết nối trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện đã giao trọng trách cho anh em chúng tôi là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và triển khai những phẫu thuật sớm nhất có thể. Trong những điều kiện có hiện nay, chúng tôi sẽ cố gắng phát huy hết tất cả những trang thiết bị để triển khai cấp cứu. Cụ thể là những ca bệnh nhân mà ngư dân vươn khơi bám biển mà có chấn thương, vết thương thì được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa, đều được xử trí cấp cứu. Chúng tôi thực hiện trao tặng cho trạm y tế ở quần đảo Trường Sa là 12,5 tỷ đồng. Thì gói này sẽ sử dụng để đầu tư mua sắm các cái thiết bị y tế phục vụ cái trạm y tế tại đảo Trường Sa lớn, đáp ứng cái nhu cầu cứu chữa bệnh cho quân và dân trên quần đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Đây cũng là một cái mong muốn của chúng tôi để góp phần hỗ trợ cho cuộc sống của quân dân trên đảo. Mỗi điểm, mỗi đảo trên quần đảo Trường Sa đều là những dấu son chủ quyền của lãnh hải Tổ quốc. Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài quân sự của Tổ quốc, nơi cửa ngõ Biển Đông, mà còn là một đại gia đình của những người lính đảo, của những ngư dân can trường ngày đêm bám biển. Huyện đảo Trường Sa đang phát triển theo hướng kinh tế dân sinh, từng ngày từng giờ hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước. Những mái ấm giữa trùng khơi tô điểm thêm cho bức tranh Trường Sa ngày càng đẹp và sống động, bức tranh khởi đầu của một vùng kinh tế mới.